Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, đây là chương trình mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị những nhân vật có niềm đam mê bất tận với thể thao cũng như là những câu chuyện của họ với niềm đam mê của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình ngày hôm nay. Từ nhỏ được gia đình tạo điều kiện tiếp cận với bida, cô gái xinh đẹp này ngày càng đam mê và tỏ ra có tố chất với bộ môn thể thao lâu đời này. Cô theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp với khát vọng trở thành một trong những nữ cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Cô giành huy chương vàng Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc năm 2014, là nữ cơ thủ trẻ nhất từng đạt thành tích này. Sau đó là ngôi Á quân ở giải vô địch quốc gia năm 2017. Thời gian gần đây, cô chuyển từ nội dung pool 9B sang Karamba bằng, mục tiêu vươn đến những đỉnh cao mới. Không chỉ giỏi giang ở lĩnh vực chuyên môn, cô còn tự mình đi tìm những trải nghiệm mới bằng công việc làm đẹp, vừa để kinh doanh, vừa giúp cô cân bằng cuộc sống bận rộn của mình. Cô là nữ cơ thủ đa tài Nguyễn Bích Trâm, nhân vật chính của chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này. Xin được chào đón nữ cơ thủ Bích Trâm đã đến với chương trình Thể thao là cuộc sống ngày hôm nay. Rất cảm ơn Trâm vì đã dành thời gian để tham gia chương trình. Dạ, cảm ơn chị. Chào khán giả của HTV và chào chị Hạnh Dung ạ. Thật ra nếu như mà Hạnh Dung không giới thiệu thì Hạnh Dung nghĩ rằng là cũng có nhiều khán giả sẽ không tin rằng người ngồi đối diện với Hạnh Dung lúc này đó chính là một nữ cơ thủ hay còn gọi là một vận động viên bida chuyên nghiệp. Thì rõ ràng là hình ảnh của Trâm ngày hôm nay rất xinh đẹp, rất dịu dàng, rất nữ tính sẽ làm cho mọi người nghĩ khác đi về hình ảnh của môn bida nói riêng cũng như là thể thao nói chung. Thì một cô gái như Trâm thì đã bắt đầu biết đến bida và yêu bida như thế nào? Dạ, thật ra là em biết đến pizza là nhờ ba em. Tại vì nhà em kinh doanh một cái quán cà phê pizza, có một cái bàn pizza thôi. Thì là lúc đó em nhớ là em mới có 8 tuổi thôi. Ba em dạy cho em chơi thì em bắt đầu cái đam mê với trái bi là từ đó. Xong rồi mãi lớn lên năm, em nhớ là em đi học xong, tốt nghiệp 12 xong rồi, lúc đó em mới có nhiều thời gian hơn để chơi. Thì lúc đó em mới tập chơi với em gái. Thì ở cái câu lạc bộ đó thì em thấy nhiều người chơi, thế là em xin em xin mấy cái anh mà biết chơi đó chỉ là cho em, nên là từ đó em mới biết chơi. Thật ra câu chuyện của Trâm khi mà Trâm kể về cách mà Trâm đến với pizza thì Hình Dung nghĩ nó cũng là một cái câu chuyện có một cái mô típ rất là điển hình, là mình có điều kiện mình được tiếp cận với pizza từ rất nhỏ ngay tại gia đình luôn, rồi được ba chỉ cho chơi nữa. Nhưng mà thật ra thì liệu là một người phụ nữ như em, và đặc biệt khi đó mình còn rất là bé, mình là một bé gái nữa mà chơi pizza như vậy, thì có hay không một cái rào cản nào đó từ gia đình hay là từ những cái điều tiếng xung quanh? Dạ không ạ, em rất là may mắn là tại vì cả ba mẹ em đều ủng hộ em chơi. Kể cả mẹ cũng không nói gì hết, rồi hàng xóm người ta thấy con gái nhỏ xíu 8-9 tuổi mà chơi pizza người ta cũng sẽ không ý kiến gì hay sao? Dạ không, em thấy mọi người cổ vũ em nữa cho nên là em lại càng thích. Vậy cũng dễ thương quá ha. Nhưng mà khi mà mình thích pizza như vậy, mình chơi pizza như là một thú vui giải trí, rồi cho đến khi mà mình trở thành một vận động viên pizza chuyên nghiệp thì đó là một cái con đường, một cái hành trình hoàn toàn khác biệt. Thì Trâm có thể kể thêm là từ lúc mà mình như thế nào mà mình được quyết định là chọn theo cái con đường pizza chuyên nghiệp? Thực ra là em đến với pizza chuyên nghiệp rất là tình cờ. Thì như hồi nãy em chia sẻ đó là em thường hay đến các cái câu lạc bộ em chơi. Ở đó em xem các cái anh chuyên nghiệp đánh, em rất là ngưỡng mộ. Thì em được mấy ảnh chỉ cho em rất là nhiều. Thì hôm đấy là em nhớ là có một cái cuộc thi là giải mở rộng. Em thấy chị đó là chị tên Huyền, chị đang hiện đang là đồng đội của em á. Chị thi đấu, em nói oh wow, chị này ngầu quá, tại sao mình không cố gắng để được như chị nha. Thế là em cũng cố gắng tập luyện, xong rồi được sự khuyến khích của các anh ở câu lạc bộ, các anh kêu em là đi thi thử đi, em có khả năng đó. Xong rồi em cũng không có nghĩ nhiều, em không nghĩ là mình có được thành tích gì đâu, tại vì em là mới mà. Không ngờ là em đi thi lần đầu năm đó là 2011. Lần đầu tiên em được vô top 8. Em đó là giải quốc gia ở Buôn Ma Thuột. Em nhớ là em đi thi về xong, em không biết tại sao em được mời vào
đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh. Em mới biết tại sao là được gọi luôn. Dạ, em không biết, tại vì với em nghĩ là hạng nhất nhì ba thì mới là thành tích, nhưng mà em không ngờ là chỉ cần là top 8 thôi là đã được vào đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Khi đó là em cảm thấy mình đã là vận động viên, mình đã có được chế độ hưởng lương của thành phố, thế thì mình phải cố gắng tập luyện, và từ đó em chơi bida một cách chuyên nghiệp và em theo bida từ đó. Thế thì cái con đường chuyên nghiệp của em đến với bida đó, nó sẽ có những cái trải nghiệm gì, nó có bỡ ngỡ gì ở thời điểm đầu hay không, rồi khi mà mình dấn thân vào cái sự nghiệp nó chuyên nghiệp rồi như các bạn vận động viên khác á, thì mình đã phải thích nghi nó như thế nào? Em thì quá trình thích nghi của em thì cũng dễ, tại vì em được sự ủng hộ của gia đình, cái đó là cái rất là tốt cho em, cái sự nghiệp của em, tại vì định kiến về bida thì cũng có đó chị, nhưng mà gia đình em ủng hộ. Tiếp theo là em là được sự hỗ trợ của các anh trong đội tuyển cũng như là ban huấn luyện tạo điều kiện tập luyện cho em, cho nên là nhờ đó em cũng rất dễ dàng thích nghi và cũng từ từ mình có được thành tích trong con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà từ trong nhận thức đó, em có thay đổi về cái quan điểm cũng như là về cái cách sinh hoạt khi mình đã trở thành một vận động viên chuyên nghiệp không? So với giải trí thì mình có thể chơi cùng bạn bè, mình chơi bất cứ nơi đâu miễn có bàn và bi là được. Nhưng mà vấn đề tập luyện là đa số vận động viên bida là sẽ phải tập luyện một mình, tại vì mình cần rèn luyện những cái kỹ năng mà chỉ có bản thân mình mới, một mình trải nghiệm trên cái bàn thì mình mới tiến bộ được. Cho nên là em phải sắp xếp thời gian lên đội tuyển hàng ngày, rồi giờ nào đi học thì đi học, giờ nào rảnh thì là em tập luyện. Khán giả người ta sẽ không biết rằng là với bida bình thường là chỉ đứng ở bàn thôi thì sẽ đòi hỏi là ít về thể lực, nhưng mà trao đổi với là các huấn luyện viên thì cũng được biết là các vận động viên khi mà đã là chuyên nghiệp rồi á thì cũng sẽ có những cái buổi huấn luyện thể lực, thì em có thể chia sẻ với khán giả rằng là một vận động viên chuyên nghiệp như em thì sẽ phải theo một cái giáo án tập luyện chuyên nghiệp nó điển hình như thế nào, chia sẻ thêm. Dạ, theo cái chương trình tập luyện của ban huấn luyện thì tụi em rèn luyện thể lực qua các cái buổi đi tập huấn dã ngoại. Tụi em cũng có áp dụng một số cái biện pháp tập luyện như là chạy bộ, yoga, bơi lội và các hoạt động team building, đá bóng, rồi những cái môn thể thao nào đó vận động với cường độ nhẹ nhàng thôi để mà tăng sức bền, cũng như là các cái buổi trò chuyện giao lưu với các anh để cho chia sẻ những cái kinh nghiệm, từ đó mà có thể nâng cao được cái khả năng về thể lực của mình. Tại vì trong thể thao có thể lực về sức bền, nhưng mà đối với bida còn có thể lực về sự tập trung và cái sức bền về khả năng tập trung, khả năng giữ bình tĩnh và cũng như là tư duy. Cho nên là cái đó cũng là cái sức bền mà tụi em cũng phải luyện tập. Sẵn đây Trâm đang nhắc về vấn đề tâm lý, về sự bình tĩnh trong thi đấu, thì rõ ràng ai cũng biết là bida là một môn mà đòi hỏi các vận động viên, các cơ thủ phải có gọi là tinh thần thép thì mới vượt qua được những cái khoảnh khắc nó rất là căng thẳng và là đấu trí với nhau á. Thì bản thân Trâm là Trâm thấy là về mặt tâm lý á, thì mình đã thay đổi như thế nào? Vì có một thực tế là thường thì người ta sẽ dễ định kiến là phụ nữ thì sẽ tâm lý nó bất ổn hơn đàn ông, đúng không? Người ta sẽ định kiến như vậy. Bản thân Trâm thì sẽ có những trải nghiệm thế nào về sự thay đổi tâm lý cũng như là sự rèn luyện về mặt tâm lý của mình? Em thấy em thay đổi theo từng năm luôn đó chị. Bida giúp em điềm đạm hơn so với những ngày đầu em chơi. Mỗi lần em hụt trái bi là em giò đầu bứt tóc, có nghĩa là em hơi bị mất bình tĩnh. Từ từ từng năm em bắt đầu giữ được bình tĩnh hơn, điềm đạm hơn, suy xét hơn trong từng cú đánh. Em cảm thấy bida giúp em trưởng thành hơn rất là nhiều. Và những người xung quanh đó em á, ví dụ những người thân, gia đình đó, thì có cảm nhận được cái sự thay đổi đó của em không? Và họ chia sẻ gì về em về những sự thay đổi đó? Dạ có. Chồng em là người rất là thích chơi bida, cho nên là ảnh cũng có những cái trải nghiệm về bida thì ảnh cũng chia sẻ với em. Thì ảnh cũng thấy là vợ, dạo này anh thấy em trưởng thành hơn nhiều trong suy nghĩ rồi đó.
thì em nghĩ là à chắc có lẽ là em nhờ em chơi pizza em suy nghĩ nhiều hơn về cái sự kiểm soát cảm xúc cũng như là giữ bình tĩnh á, cho nên là em có nhiều thời gian hơn để suy xét, thì cái đó giúp em có nhiều đưa ra những cái quyết định nó sáng suốt hơn. Hình Dung nghĩ là với những chia sẻ của Bích Trâm vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý vị có một cái góc nhìn nó cặn kẽ hơn về môn pizza, vì nói cho cùng đi, thực tế là pizza đến thời điểm này nó vẫn chưa đạt được cái sự công nhận đúng mức như nó là một môn thể thao nghiêm túc, và đặc biệt nó là một môn thể thao ngày xưa nó là môn thể thao quý tộc rồi. Nó xuất phát từ nước Anh nữa, xuất phát trong những gia đình quyền quý. Thì hiện giờ thì tất nhiên là qua thời gian rồi, qua những cái du nhập cũng như là những cái tác động của bối cảnh xã hội, thì nó vô hình chung là bị mang những cái định kiến. Nhưng mà thực tế nếu như mà các bạn mà chơi bây giờ một cách chuyên nghiệp, một cách nghiêm túc, thì sẽ có những cái thay đổi nó rất là tích cực về mặt thể chất, về mặt tâm lý, về mặt tính cách như những gì mà Trâm vừa chia sẻ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng mà lắng nghe những chia sẻ sau đây từ những người rất thân cận với lại Bích Trâm. Mình thì Trâm cá tính mạnh mẽ, nó hơi có lẽ là năng động nữa, nó giống như một người nam vậy đó, hơi nam tính thì họ mạnh mẽ thì họ chơi cái môn này nó thích hợp hơn. Tuy nhiên có những thứ mình phải cải thiện, mình phải dẫn dắt hay mình phải hướng dẫn thêm về những kỹ thuật hay những cái gì cơ bản đó thì cho Trâm cải thiện tốt hơn. Trâm nói chung là có yếu tố tốt để cái môn này. Chị Trâm là một người sống rất là tình cảm. Chị cũng rất là nhiệt huyết và đam mê với cái môn chơi này. Bích Trâm thì là một vận động viên nữ có rất là có tố chất. Từ lần đầu mà gặp Trâm thì rất là có một cái gì đó là đam mê. Cho nên là mình cũng nhiệt tình để hướng dẫn những cái gì mà mình biết cho những cái bạn mà mới chơi, đặc biệt là có nhiệt huyết giống như là Bích Trâm. Trâm nó thu xếp công việc, ví dụ là nhà, gia đình hay là công việc, và trong cái tập luyện thể thao ở đây yêu cầu, sau ban huấn luyện yêu cầu ra, thì Trâm đều đáp ứng được. Trâm phải thu sắp xếp cái thời gian đó cho nó hợp lý, cho cái lịch trình hàng tuần của mình để làm việc. Đó, thì ở đây thì nó có giờ cho những vận động viên hoặc là những người học sinh mới tập, thì họ đều có giờ để tập luyện, cho nên Trâm cũng không có off ngày nào, cũng đều với nhau. Thường thì khi mà mình gặp bạn bè mình ấy, khi mà mình giới thiệu là vợ mình là vận động viên pizza thì cũng rất nhiều người ngạc nhiên, tại vì thực ra thì cái bộ môn pizza này thì về cơ thủ nữ ở Việt Nam mình thì để mà chơi chuyên nghiệp thì cũng không phải là quá nhiều, nên là mọi người cũng khá là ngạc nhiên. Thường cái câu mà mọi người hay hỏi đấy là tại vì sao mà hai người lại quen nhau, nên là bạn cũng chơi pizza à? Tại vì mình làm ở bên mảng ngân hàng thì mình cũng chơi và mình cũng đam mê pizza nên là hai vợ chồng mới gặp nhau. Nói đúng ấy thì cái lần đầu tiên mà mình gặp vợ mình ấy thì một là con gái chơi pizza cũng cá tính này, hai nữa là cái mọi thứ, tức là nhìn vợ mình nó hơi giống cái mà người phụ nữ, mà cái mẫu người phụ nữ mà mình thích, đúng rồi, nên là từ đấy mình mới theo đuổi. Nói chung là mình cũng may mắn vì bố mẹ mình và cả bố mẹ của Trâm thì đều ủng hộ cái câu chuyện Trâm theo cái đam mê, cho nên là ở gia đình cũng hỗ trợ rất nhiều những cái công việc gia đình phụ trợ để cho vợ mình có thêm thời gian dành cho cái đam mê cái pizza này. Phải
phải công nhận là Trâm là một người khá là may mắn khi mà con đường của bạn theo đuổi thể thao chuyên nghiệp nó cũng rất là thuận lợi, nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình. Rồi bạn cũng là người có tố chất và được đào tạo và phát hiện đúng thời điểm. Và một điều đặc biệt là Trâm thì trước đây là có những thành tích, đặc biệt là huy chương vàng đại hội thể dục thể thao toàn quốc với nội dung là pool. Còn bây giờ thì Trâm đã bắt đầu chuyển dần sang Caromba băng. Thì tại sao lại có một cái ngã rẽ như vậy về mặt chuyên môn, về mặt những cái nội dung mà trước giờ mình luôn nghĩ nó là sở trường của mình rồi? Dạ thì em được bà ban huấn luyện đội tuyển khuyến khích là sắp có một cái giải vô địch châu Á dành cho nữ, thì Việt Nam mình cần 2 vận động viên. Thế thì từ xưa tới giờ thì Việt Nam mình chỉ có một môn pool thôi, thì tất cả vận động viên nữ đều chỉ chơi môn pool thôi. Thì ban huấn luyện khuyến khích những bạn nào mà muốn chơi thì sẽ tập luyện để mà tham dự cái giải đó. Em thì bản thân em thấy mình chưa có biết gì về ba băng, nhưng em thấy là mình đã có một cái nền tảng rất là tốt, các anh các chú đã có những cái thành tích rất là tốt, tại sao mình không phát huy và tạo thêm một cái sân chơi cho nữ. Cho nên là em tập luyện để xem mình thử sức xem mình có phù hợp hay không. Thì càng tập luyện là em càng thấy đam mê. Và em tìm được một chị cùng đam mê nữa. Thế là em và chị đó đại diện cho Việt Nam lần đầu tiên tham dự cái giải vô địch châu Á cho nữ. Thì em đến với ba băng từ lúc đó. Cái lúc mà Trâm suy nghĩ đắn đo để mà mình có quyết định là theo chuyển hướng sang ba băng hay không á, thì nó sẽ có những cái diễn biến tâm trạng như thế nào? Hay là Trâm cũng với một tính cách của một cô gái rất là năng động, rất là vô tư, là thôi mình cứ thử đi, biết đâu được thì sao? Thì Trâm sẽ thuộc tiếp người nào, mình đắn đo, mình cân nhắc, mình được gì mất gì, hay là cứ vô tư thử những điều mà mình chưa thử? Dạ, em à, em với em Bia là đam mê, em chơi, em thấy cái nào vui là em chơi thôi. Em không có đắn đo suy nghĩ là sẽ được gì mất gì. Thì có thể là em chơi ba băng thì thành tích pool của em sẽ không còn tốt nữa. Và khi em mới bắt đầu chơi ba băng thì em cũng chưa có thành tích gì. Nhưng mà em nghĩ không quan trọng, quan trọng là mình được chơi, mình được tham gia thi đấu, mình càng có nhiều môi trường để mà mình được chơi thì càng tốt. Với em chỉ quan niệm đơn giản là vậy thôi ạ. Môn nào em cũng thích, nhưng mà để mà chọn theo con đường chuyên nghiệp sau này á thì em rất là muốn hướng đến ba băng. Tại vì em muốn có mong muốn là sau này có giải ba băng cho nữ ở trong hệ thống giải quốc gia. Tại vì số lượng nữ bây giờ ba băng hơi bị ít đó chị, cho nên là không đủ cái số lượng để mà tổ chức giải. Thì thông qua chương trình em cũng muốn kêu gọi những cái bạn đam mê, mình đam mê ba băng thì mình cứ tập luyện đi, một ngày nào đó có giải thì chúng ta sẵn sàng thi đấu. Thật ra Trâm chia sẻ thì Hình Dung cũng thấy là Trâm có rất là nhiều tâm huyết với lại môn bida, và đặc biệt là đối với nữ giới. Thì theo Trâm, với những gì mà Trâm đã làm á, thì nó có đang dần giúp cho việc mà mình thay đổi dần những cái định kiến về môn bida, đặc biệt là cho nữ giới hay không? Với những chuyện đó thì Trâm đã làm được chưa? Em nghĩ là em rất là nhỏ bé, em không thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà em chỉ cố gắng xây dựng những hình ảnh tích cực trong mắt những cái người xem bida, cũng như là những người mà muốn biết đến bida. Em cố gắng là một vận động viên, mình chơi bida một cách đẹp để mà mọi người có những cái nhìn nhận đẹp về cái môn chơi này. Không phải là mình trang điểm đẹp hay gì cả, mà là mình nghiêm túc, mình chơi một cách chuyên nghiệp. Đó là những cái mà em muốn cố gắng để mà hy vọng là một ngày nào đó mọi người sẽ có cái nhìn đẹp về bida. Đó là cái ước muốn của em. Em có cảm nhận nha, là mọi người đã dần thay đổi định kiến rồi. Có một lần là các cái em nhỏ đứng ở ngoài cái khu vực mà tập luyện, đứng ngoài cửa kiến đó, các em nhỏ, có nhiều em nhỏ đi thi cờ vua, thế là thấy bida thích quá, đứng xem. Em thấy bố mẹ các em nó cũng khuyến khích con em mình vô thử đi, thế là em cũng tập cho các bé. Em thấy cũng được sự đón nhận của các phụ huynh, có nghĩa là bây giờ em cảm nhận người ta những cái nhìn của mọi người với bida cũng thoáng hơn rồi, cũng không còn định kiến lắm đâu. Và được biết là hiện giờ em cũng đã bắt đầu có những cái công việc cũng như là những kế hoạch để mà giúp cho bida phát triển nhiều hơn. Ví dụ như là đưa bida vào học đường chẳng hạn. Dạ vâng ạ.
Em đó là cái ước muốn ấp ủ của em lúc mà em còn ngồi ở ghế nhà trường, lúc mà em học đại học thể dục thể thao. Thì em có chia sẻ cái ấp ủ của em với thầy. Thầy của em là thầy Thuận, trưởng khoa quản lý. Thì thầy mới nói là thầy ơi, em có ước muốn đưa pizza vào học đường để mọi người có một cái nhìn là môn chơi này là một môn chơi thể thao chính thống, là một môn chơi đẹp. Em muốn tổ chức một cái giải dành cho các bạn sinh viên học sinh được không? Tại vì đó giờ em không thấy có cái giải nào cho sinh viên học sinh cả. Thì thầy em ủng hộ em. Thầy em nói em làm đi, thầy sẽ ủng hộ em. Thế là em có cái động lực, em mới đi tìm nhà tài trợ. Đi tìm nhà tài trợ. Dạ vâng ạ. Em cũng lập kế hoạch xong rồi em cũng móc nối với những nhà tài trợ kết nối. Em bản thân em một mình em không thể làm hết được, cho nên là em phải kêu gọi tài trợ, xong rồi em nhờ liên hệ với trường, rồi nhà văn hóa sinh viên kết hợp lại, rồi cùng ban huấn luyện của đội tuyển pizza thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ em về mặt chuyên môn nữa. Nhờ vậy mà em tổ chức được một cái giải cho pizza cho sinh viên học sinh vào đầu năm 2020. Thì đáng lẽ là năm sau thì em muốn nó trở thành một cái truyền thống hàng năm, nhưng mà tại vì vướng Covid cho nên là Covid chưa có thể nào mà tổ chức được, trở thành giải truyền thống được. Hy vọng là khi nào mà Covid hết thì em có thể tổ chức lại được. Tính ra một cô gái mà nhỏ nhắn và dịu dàng như Trâm là cũng được là làm được rất là nhiều việc, tự đứng ra lập ý tưởng là tổ chức một giải pizza dành cho học sinh sinh viên, rồi đứng ra tìm nhà tài trợ, đứng ra huy động kết nối tất cả các bộ phận đơn vị để cho cái ước muốn của mình nó trở thành sự thật. Và quan trọng là cái ước muốn của Trâm thì nó làm rất là tốt để mà có thể quảng bá cũng như là đẩy mạnh phong trào pizza ngày càng phát triển hơn. Bây giờ mình sẽ nói một tí về về môn pizza, mà đặc biệt là về mặt chuyên môn. Thì cũng giống như một người bạn của Trâm chia sẻ trong clip vừa rồi á, thì ảnh cũng chia sẻ là pizza thì thật ra nó cũng không phải là môn mà nó đòi hỏi quá nhiều về mặt thể lực, và chính vì điều đó nó lại rất là phù hợp với là những bạn nữ như Trâm. Nó sẽ thiên về mặt tư duy, về mặt toán học, cũng như là về mặt tâm lý chiến. Thì với những cái đặc thù như vậy thì Trâm sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái đặc thù đó để làm sao mà có thể khuyến khích các bạn nữ đến chơi với pizza nhiều hơn. Vì thường là nữ nha, ví dụ như hình dung chẳng hạn, nghe nói chơi pizza thôi không chơi đâu, môn này dành cho nam giới, nhưng mà thật ra thì nó rất là phù hợp với nữ. Đúng rồi, em thấy nó đâu có gì mà không dành cho nữ được đâu chị. Em thấy rất phù hợp với nữ luôn, tại vì môn pizza là cần sự uyển chuyển, tỉ mỉ và xử lý tình huống một cách tinh tế. Thì những cái đó em nghĩ là phụ nữ làm rất là tốt, mà lại không đòi hỏi thể lực nữa, thì tại sao lại không dành cho nữ giới được? Còn một cái rất phù hợp nữa nè chị, bạn nào mà ngại đi bụi bẩn, thay vì chạy bụi bẩn thời tiết nắng này kia, thì mình đánh pizza thì trong môi trường máy lạnh, trong nhà rất là mát mẻ, mà lại không có đổ nhiều mồ hôi. Nhưng mà đi bộ rất là nhiều nha chị, đi loanh quanh bàn pizza, nhưng mà mỗi một buổi tập tính ra là 5-7 cây á chị. Cho nên là ngày nào mà tập pizza là cũng kết hợp tập cả rèn luyện tư duy lẫn thể lực luôn đó. Một thông tin rất là thú vị, và Nhung nghĩ là rất là kêu gọi được rất là nhiều chị em phụ nữ đến với môn pizza thông qua câu chuyện của Bích Trâm. Còn bây giờ thì Bích Trâm sẽ mang đến cho chúng ta một hình ảnh hoàn toàn khác. Xin mời quý vị. Tại vì Trâm lúc trước tới đây làm khách bên em, xong rồi bạn ấy mới yêu quý thì mới thích vào cái nghề này. Thì khi bạn ấy học thì bạn ấy rất là siêng năng và rất là thông minh. Nói chung là rất là có tiềm năng trong cái nghề làm đẹp. Dạ, em thấy chị Trâm rất là dễ gần, dạy là cô giáo của tụi em, dạy tụi em rất là dễ hiểu, còn xinh đẹp nữa chị. Cách chị Trâm nói chuyện rất là vui, hoạt bát, tạo cái ấn tượng cho tụi em là giống như là hài hước. Nói chung là dễ thương lắm chị. Lần đầu em gặp chị Trâm là em đang không lăn tăn trong cái vấn đề về làm môi.
thì chị Tâm mới bước đến là chị Tâm cầm tay chỉ việc của em về cái đánh môi á. Nên em rất là vui khi mà lúc đó em giống như là em phát hiện ra một điều mà em chưa bao giờ biết hết á. Nên nói chung là em rất là quý chị Tâm. Rất là tận tâm, tận tình với tất cả các học viên chị. Những cái nhỏ nhặt nhất luôn là chị Tâm hướng dẫn chi tiết nhất có thể luôn. Dạ. Em thấy chị Tâm là dạy cách thoải mái nhưng mà mọi người tiếp thu được tốt. Là dạy mà vừa vui mà vừa tận tâm, chứ không phải quá nghiêm khắc cái kiểu mà nhìn sợ không dám hỏi. Tụi em có thể hỏi thoải mái chị Tâm luôn. Dạ. Mình cứ nghĩ là cô này học chắc không được đâu, tại vì thể thao là phải nó cứng nhắc, bạn hiểu không? Bây giờ cầm kim, cầm dao, cầm về thiên cái mỹ thuật thì nó sẽ sợ không giống như người khác, mà trái ngược lại thì Tâm học lại giỏi hơn những người khác. Dạ cũng bất ngờ chứ chị. Nghĩ là khi mà em thấy chị Tâm trên báo thì em không ngờ ở ngoài là chị Tâm lại dễ thương, dịu dàng như vậy. Em cứ nghĩ là chị Tâm rất là khó tính, khó gần, không mà ai ngờ là chị Tâm ở ngoài rất là dễ thương. Thì em thấy chị Tâm làm vận động viên đi ra thì em cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà chị Tâm cá tính á, cũng như mạnh mẽ cho nên nhìn bề ngoài vậy thôi, dễ thương, dịu dàng vậy thôi. Nhưng mà tánh chị Tâm thì rất là cá tính. Mà em cũng thích như vậy, cá tính như vậy á. Em rất là thích chị. Rõ ràng là càng tìm hiểu về Trâm thì lại càng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Một cô gái nhỏ nhắn mà lại rất là đa tài, một cái công việc, một cái đam mê rất là mạnh mẽ, cá tính. Nhưng mà bên cạnh đó cũng một cái công việc khác lại rất là tỉ mỉ, làm đẹp cho các chị em phụ nữ. Thì Trâm chia sẻ gì về cái công việc thứ hai này của mình? Dạ, em đến với cái công việc làm đẹp này thì có thể là nó sẽ trung hòa được cái tính nam tính của em trong pizza. Cho nên là nhờ cái dịch Covid vừa rồi mà em có thời gian để mà, tại vì khi mà Covid thì cách ly không có tập luyện được á, thì em mới có thời gian để mà nâng cao trình độ cũng như là tập trung cho cái chuyện làm đẹp của mình. Và khi mà mình làm cái công việc đó, mình sẽ thu nhận về những cái niềm vui như thế nào, những cái được nào cho bản thân mình? Dạ, em thì em thích làm đẹp cho mọi người. Nhất là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người mà thấy mình đẹp ra. Em có đam mê đó. Cho nên là thành ra em rất là thích, luôn muốn là phụ nữ là phải đẹp, phải cá tính. Cho nên là em thích chơi pizza và làm đẹp. Ngày nào mà cũng phải xoay vần từ tập luyện, công việc kinh doanh, rồi gia đình, rồi làm đẹp cho bản thân mình nữa, thì có lúc nào là Trâm cảm thấy mình bị đuối sức với lại cái khối lượng công việc mà mình đang rất là, nếu như mà nói một cách khác thì cũng đúng là cũng ôm đồm nhiều thứ đó? Dạ đúng rồi. Cho nên á chị, nhờ là pizza cho nên em mới cân bằng được. Em stress trong công việc hoặc là hơi bị đuối sức quá thì em tập luyện pizza, em cảm thấy em đang được, khi mà em tập luyện em thấy em rất là vui, em đang được giải trí. Và trong cái giải trí đó em cũng đặt cái sự tập luyện vào trong đó, cho nên thành ra em cân bằng được cái việc đó trong cái chuyện giữa tập luyện và công việc cũng như là gia đình. Tính ra Trâm lý tưởng quá Trâm. Vừa đẹp, vừa xinh, vừa giỏi và cũng là chu toàn rất là nhiều thứ. Và cũng phải nói là cũng rất là may mắn. Vì lấy được chồng hiểu mình, rồi có ông bà, ba mẹ hỗ trợ hết mình nữa. Thật sự cái cân bằng của em là nhờ bố mẹ chồng rất là nhiều. Bố mẹ chồng em thật sự là rất tuyệt vời, ở chỗ là không hề định kiến là con dâu mình đánh pizza hay là gì cả. Bố mẹ em rất là hiểu công việc của em là một vận động viên. Rồi nhiều khi em đi thi đấu xa nhà, bố mẹ em chăm con giúp em, rồi còn cổ vũ em các kiểu nữa, chị rất là thương. Cho nên là em rất là biết ơn nhờ gia đình em rất là nhiều. Hình Dung nghĩ thì nó cũng không hẳn là một cái may mắn hoàn toàn Trâm, bởi vì bản thân trong cái công việc mình đã lựa chọn, cái đam mê mình đã lựa chọn, thì Trâm đã theo đuổi nó bằng cách rất là nghiêm túc và bằng một cái nguồn năng lượng nó rất là tích cực. Thì từ cái sự tích cực, từ cái sự nghiêm túc, từ sự chỉnh chu đó của mình, nó cũng lan tỏa ra và mình được nhận lại những cái nguồn năng lượng đúng như vậy. Chứ mình cũng không có làm cái điều gì mà nó xấu đi để mình đi chệch lại cái hướng đó của mình. Thì Hạnh Dung nghĩ là câu chuyện của Trâm ngày hôm nay là rất là thú vị. Vậy thì bây giờ Trâm có mong muốn gì cho tương lai gần cũng như là tương lai xa của mình không? Cho gia đình của mình, rồi cho sự nghiệp thể thao của mình.
Tương lai gần hả chị? Tương lai gần thì em chỉ muốn là mình sẽ tập luyện ba băng. Em muốn là có một đội tuyển ba băng nữ và có cái giải ba băng nữ quốc gia. Cho nên là em thông qua chương trình em rất là muốn là những bạn nào mà muốn tập luyện á, hãy đến đội tuyển Bia Thành phố Hồ Chí Minh là nơi sẽ tạo điều kiện cho các bạn tập luyện. Ở đó thì chúng ta sẽ là những người có cùng đam mê và có thể một ngày nào đó cùng nhau thi đấu, cùng nhau phát triển cái bộ môn này. Còn tương lai xa cho gia đình chẳng hạn? Tương lai xa cho gia đình ạ. Em chỉ mong hai chữ thôi, hạnh phúc. Lúc nào em cũng cảm giác chỉ cần gia đình mình hạnh phúc thôi là đủ rồi. Dạ. Như bây giờ là em rất là hạnh phúc đúng không? Chị dạ, có thể nhìn thấy rồi. Được điều đó trong ánh mắt của em. Dạ đúng rồi. Và bây giờ ở phần cuối chương trình, chị muốn em dành một cái thông điệp nào đó đến các chị em phụ nữ. Vì chị nghĩ em là một cái hình mẫu người phụ nữ rất là lý tưởng và rất là đáng để mà được truyền cảm hứng cho nhiều người. Dạ. Em chỉ có một thông điệp muốn gửi đến các bạn thôi là mình hãy cứ làm những gì mình thấy thích và làm bằng cả con tim của mình thì việc đó sẽ trở nên rất là tuyệt vời. Một thông điệp rất là đầy cảm hứng và Hạnh Dung rất là cảm ơn Trâm đã chịu dành thời gian để mà đến đây chia sẻ, để mà ngày hôm nay có thể mang đến cho quý vị một câu chuyện rất là nhiều cảm hứng và rất là phù hợp để cho chúng ta có thể có được những cái góc nhìn nó khác đi, nó tích cực hơn và tự tin hơn với đam mê cũng như là lựa chọn của mình. Cảm ơn chị Hạnh Dung, cảm ơn HTV, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.